Ui. Rồi. Cố gắng chung bằng cùng tay. Minh TV xin chào cô dì chú bác và anh chị em và các bạn đồng nghiệp, lời chào trân trọng nhất nha. Thì trưa nay mình đi rút lò cá khu vực Cụ Năng này về cả nhà. Thì bữa nay đi xa mà thăm không dính gì hết trơn cả nhà. Ơi dính mà dính cá sạc không à, với mắc lò nữa cả nhà. Chứ đợt rồi mình thăm có người ta lấy cá mình rồi lấy lò nữa. Thì trưa nay mình đi rút về hết khu vực Cụ Năng này về cả nhà. Thì đi theo mình có vỏ huyền thoại với túi lưới với cây quay cả nhà, cái áo mưa thì mình đem theo đặng mình đem vỏ theo đặng mình rút lò về khu vực này về luôn cả nhà nè, khu vực Cụ Năng này cả nhà, rút về hết cả nhà, còn mười mấy cái anh rút về hết luôn. Rồi giờ mình mời cả nhà theo chân mình đi rút mấy cái lò cá khu vực Cụ Năng này về cả nhà, và chúc các bạn đồng nghiệp chúng lớn luôn nha, chúc cô dì chú bác và anh chị em luôn luôn vui khỏe và mình giỏi luôn nha, hạnh phúc bên gia đình và người thân luôn nha cả nhà. Đầu tiên luôn cả nhà, này có không có gì cũng rút về hết cả nhà, có dấu phóng này, rồi cái sạc không, sạc dây ốc không cả nhà, cái đầu tiên để đây hồi giờ em đổ luôn cả nhà, quá giờ đóng gông rút về hết. Rút về đưa về khu vực hôm qua mình đặt ở dưới mười mấy cái thôi nha, rút khu vực này về mình đem xuống dưới mình đặt cả nhà, đàn cái chia tay khu Cụ Năng cái nhỏ đầu này, nhà đầu không biết có gì rồi, còn cái gô gã sình luôn à. Có gì không em, trời phọc luôn đó nha, chắc biết mình rút về cái gì mà không dính gì hết trời. Này có một cái nè, xong nhà rút về hết, trong cục năng này có một cái rồi, gọi hôm kia mình về qua đây có gì đây, khui quá khứ luôn rồi. Ôi. Vô bánh này. Vô cái nhà ơi con nè. Ôi ôi. Quá. Quá khứ rồi. Em lương em cá lóc, lương chợ bá luôn trời. Em cá lóc, em cá gô. Quá khứ rồi, rồi để em lại bắt đây cả nhà xem cái nhà, cái nhà dòm ăn lương nè, trời trời ăn lương hết biết rồi, thì mà cá lóc cá gô nữa cả nhà, lương khủng rồi nè cả nhà, quá trời lương rồi nè, trời ơi thôi giờ dính không dính mình cũng rút về cả nhà.
Lưới rồi sẵn này nha, cái lóc trước này, lươn bắt kiểu kia cả nhà. Con nhớt này, cái nhà, cái lóc này, mà bù luôn cả nhà, quá sướng. Lươn này bắt cá rô. Cá rô cỡ này nè cả nhà, hết biết cá rô rồi. Em lương này bắt kiểu kia cả nhà, bắt kiểu túm lại nghe cả nhà, nhục hết đi. Rồi để mình tắt máy à, tiếp tục mời cả nhà theo mình tiếp tục. Ở đây con cái nè, rồi đặt đây em ta thăm nè cả nhà, mình về vô trong qua cục cải đây nè, lò nổi chưa, nó cạn quá cả nhà, rồi học luôn nè, học luôn cả nhà. Cá tung không à, ở đó đây à, rồi qua đây thăm cái đây luôn cả nhà. Dấu lội bấy chưa nè cả nhà, chắc là hôm nay còn không, còn là cả nhà, hay có nhẫn động nữa nè cả nhà. Có vô đây ui trời ơi, rô có sạc không á nhà, đây con cái này. Rồi bây giờ vô trong đây có chạy gì không, đây có nhổng đầu nè cả nhà, có vô phóng nè. Trời ơi sao mà cái lợi cái con lớn trời, giục dây cả nhà, chuột cắn ruột dây luôn, lợi giỏi đây cả nhà, mũi cắn quá, ôi mũi nó cắn quá cả nhà, có vô đây, đi rồi, trời ơi, con cắn chung bằng cùng tay, trời ơi, trời ơi cắn chung nè cả nhà ơi, nó bự má ơi. Trời nói chung bự hết biết luôn cả nhà ơi, còn cùng tay luôn, chết luôn, hết ăn được luôn rồi cả nhà ơi, uổng trời, hết biết gắn chung cả nhà ơi, quá uổng. Để mình xử lý cả nhà, gạt đồ. Con em nào ăn gắn mắm gắn không? Ồ, nói chung cỡ này mà uổng quá cả nhà, nó còn hơi cứng cứng, nó chưa sình nữa cả nhà, nó mập tới cỡ này luôn rồi cả nhà, dã man. Thôi đi đi, ồ nó giục cái nó nằm cục đó kìa cả nhà, hết biết không, uổng thiệt, ăn ra ký luôn. À, tiếp tục thôi cả nhà, vô mà ăn được uổng quá. Rồi chia tay khu này rồi, khu này ăn cũng biết nhiều cá, nhiều lươn, nhiều cá lóc cả nhà, cá sặc thì nhiều, cá sặc cá rô thì thôi, khu này phá quá, rút về cả nhà. Rồi cái lò này sao nhổng lên như ta, có gì ở đây mà nhổng rồi, ui rô nó sạc, sạc cái rô không cả nhà. À, cái này dính gì không đây, thôi nó sạc cái rô nữa chứ gì, lỡ đóng gông cái hết, cầm hết nổi luôn.
Rút về phơi được cả nhà. Rồi, đốt máy nha cả nhà. Coi cả nhà. Con cá được rồi, chúng ta sặc không? Cái này biết sao đây. Còn cái này. Không tự nhá. Rồi, đọc nữa. Cuốn dừa cả nhà. Chắc ăn ủi được cái đó nãy quá. Tiếp tục thôi cả nhà. Thất bại rồi. Rồi đâu ta. Cuốn về hết là phải. Hết cái bước cái lại nhọn đâu đi. Ôi, rồi đem cái gô một xong. Đây còn cái cuối cùng đó nha. Còn có cái gì không? Vớt giác gì không? Rồi. Thôi. Chắc cả này luôn rồi cả nhà. Quá trời, quá sạc. Rồi, đó nút máy cả nhà. Cả nhà xem, nay được con lươn, cả nhà ăn lươn với con cá lóc. Lươn chà bá luôn cả nhà ơi. Lươn này cả ký rô à, như em cá lóc. Rồi, nó sạc rồi cả nhà ơi, gom khu vực tới về, phải. Cá nhóc chờ mình sao nó không dính. Rồi, nó sạc rồi cả nhà. Như bẻ đi về cũng ăn ngủ được à, em lươn. Con lươn này thôi nó ngon. Lươn tới con lươn luôn cả nhà. Với em tới gô. Cái gô chà bá nè anh luôn. Với em cá lóc. Còn nhiều cá sặc cái gô. Rồi mình thì cuối video này mình gom khu vực củ năng về hết nè cả nhà. Mới gom về xong thì mười mấy cái lò nè cả nhà, thì gom về được đúng rồi cả nhà, không dính là mình gom về mình sửa sạn, mình xuống dưới kia mình chỗ mới mình đặt nữa rồi cả nhà. Lươn chà bá, lươn hết rất ngon. Cầm nó không lên được luôn trời. Quá trời đã ăn lươn. Cầm chụp hình không được trời. Mày cố rồi. Rồi thì cuối video mình tư quay xin chúc cô dì chú bác và anh chị em có một ngày thật là nhiều niềm vui bên gia đình người thân ấy cả nhà.